Các bạn biết 6 ngành nghề kiếm tiền nhiều nhất 2024. Nghề đầu tiên đó là kinh doanh cho người già. Hiện nay ở Việt Nam, số lượng người cao tuổi rất là lớn và những người cao tuổi này đang cầm rất nhiều tài sản trong tay. Bạn có thể kinh doanh các dịch vụ như sau, như là mở một siêu thị chuyên bán đồ cho người già. Ở trong siêu thị bán những đồ như sau, như là thực phẩm cho người già, bô cho người già, xe đẩy cho người già. Hoặc thậm chí bạn mở những cái trung tâm đào tạo cho người già, ví dụ như là dạy khiêu vũ cho người già, hoặc là viện dưỡng lão cho người già, đều rất ok. Và trong vòng 10 năm tới, cái dịch vụ này rất là phát triển. Và bên Trung Quốc hiện nay, có rất nhiều người đã khởi nghiệp từ con số 0 và trở nên vô cùng giàu có trong ngành nghề cho người già. Nghề thứ hai đó là liên quan đến giấc ngủ. Hiện nay do áp lực về kinh tế, áp lực về công việc nên là con người chúng ta đang gặp vấn đề về giấc ngủ, như là gì ạ? Rất là khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ vào buổi tối và rất là khó khăn trong việc thức dậy vào buổi sáng. Vậy thì bạn có thể kinh doanh các cái dịch vụ về giấc ngủ như là các khóa đào tạo về giấc ngủ. Bạn có thể bán những sản phẩm như là gì ạ? Gối nệm để cho ngủ ngon hơn, hoặc là tinh dầu để giấc ngủ ngon hơn. Tất cả những dịch vụ về giấc ngủ như là máy đo giấc ngủ cũng được, hoặc là miếng dán để ngủ ngon hơn đều được cả. Chỉ cần bạn giúp cho người ta có giấc ngủ ngon hơn, bạn bảo đảm sẽ không bao giờ lo thiếu thốn về tiền bạc. Ngành nghề thứ ba kiếm rất nhiều tiền đó là kinh doanh cho người lười. Bạn hãy nhắm tới đối tượng là những người trẻ tuổi, sinh năm 1995 trở về sau. Những đối tượng này sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để có nhiều thời gian chơi hơn, nhiều thời gian giải trí hơn. Ví dụ như là dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo thuê, giặt giày thuê, hoặc là dịch vụ bán đồ ăn nhanh. Họ sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để có thời gian rảnh rỗi. Hãy kinh doanh cho người lười. Ngành nghề thứ tư này đó là kinh doanh cho thú cưng. Hiện nay giới trẻ không muốn kết hôn, thậm chí là muốn kết hôn cũng không muốn đẻ nhiều con. Ngành dịch vụ thú cưng lên ngôi này. Bạn hãy thử tưởng tượng xem như này: chúng ta cắt tóc đi, mất 100.000 một cái đầu, nhưng mà thú cưng mà đi tỉa lông ấy 300.000. Bạn ở kinh doanh dịch vụ như vừa rồi, hoặc là bạn bán các con giống về thú cưng, thức ăn cho thú cưng, nhà ở cho thú cưng, kiếm rất nhiều tiền. Hiện nay rất nhiều cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé làm ăn không thành công đã chuyển sang kinh doanh thú cưng. Hiện nay ở nước ngoài này có cả thẩm mỹ viện dành cho chó luôn, có cả nghĩa trang dành cho chó. Thì hiện nay bạn nào đang chưa biết kinh doanh cái gì, hãy chọn ngành kinh doanh thú cưng, trong 10 năm tới phát triển rất là mạnh. Ngành nghề thứ năm cũng vô cùng phát triển, vô cùng tiềm năng, đó là kinh doanh cho người độc thân. Hiện nay ở Việt Nam cái số lượng người độc thân rất là nhiều. Bên cạnh đó rất nhiều người đã từng kết hôn và sau đó thì chia tay và sau đó không muốn kết hôn nữa. Bao nhiêu bạn trong cái video này của Giỏi đang là người độc thân, hãy bình luận số 1 xuống dưới đúng không ạ? Và bạn ở kinh doanh các dịch vụ như sau. Ví dụ bạn làm nhà hàng, bạn thấy không ạ? Có dịch vụ là lỡ một người. Nếu mà trường hợp bán nhà khác có thể bán gì ạ? Rượu cho người độc thân, hoặc là bạn bán cái dịch vụ như là gì ạ? Dịch vụ hẹn hò, dịch vụ giới thiệu người yêu, đúng không? Bạn làm nghề game đi thì có thể gì ạ? Dịch vụ đồng hành cùng chơi game. Rất nhiều những dịch vụ cho người độc thân và kiếm rất nhiều tiền. Ở bên Trung Quốc dành ra ngày 11 tháng 11 là ngày mua sắm dành cho người độc thân và doanh số cực kỳ là lớn. Sau đó mới có những ngày như là ngày 1 tháng 1, 2 tháng 2, 3 tháng 3 là bắt chen theo ngày 11 tháng 11. Ngày lễ cho người độc thân. Ngành nghề thứ 6 đó là tiếp thị liên kết. Hiện nay Giỏi đang về quê của mình, Giỏi thấy rất nhiều người nông dân đã biết cách dùng mạng internet để mua hàng sắm Tết. Năm 2024, từ khóa tiếp thị liên kết là từ khóa hot nhất hiện nay. Bạn không cần bỏ tiền nhập hàng, không cần giỏi công nghệ, không cần đóng hàng, không cần gửi hàng, vẫn có thể kiếm cho mình một tháng vài chục triệu đồng. Để làm được điều này, bạn cần rất gần hai kỹ năng. Một đó là kỹ năng làm video ngắn như Giỏi đang làm hiện nay. Hai là kỹ năng live stream. Bạn làm live stream, thậm chí là bạn có khoảng độ 20 người, 30 người xem live stream của mình, nhưng mà tổng kết lại, một buổi live stream vẫn có vài trăm người xem live stream của mình, bạn vẫn dễ dàng kiếm được cho mình một tháng vài chục triệu đồng. Năm 2024 là một năm bùng nổ về Internet. Bạn mong muốn kinh doanh ngành nghề gì, hãy lựa chọn đúng ngành nghề của mình và thử bình luận ngành nghề của mình mà bạn lựa chọn xuống dưới video để Giỏi xem có khả thi hay không. Chúc bạn 2024 kinh doanh bùng nổ.